Rồi em xin chào tất cả anh em nhé. Nay mình đang chuyển gỗ xuống để cho các bác thợ là đóng nốt cái bộ cửa của cái nhà này. Đây anh em nhìn cái chất chất gỗ lim rất là chắc luôn. Lim này lim Nize. Trên gỗ lim nó cũng thuộc dòng lim Nam Phi nhưng mà nó là lim Nize, nó rất là chắc. Cái loại này thì nó đanh lắm. Đấy. Đấy. Đợt này là đóng cửa để hoàn thiện cho cái căn nhà này thì bác nào lấy thì có thể là có cả cửa luôn. Thì tạm thời em đóng cửa thì mới đóng cái khung thôi. Còn cái ván đục như thế nào thì em cũng chưa làm, bởi vì là mỗi người sẽ thích đục một một cửa một lối thì em cũng sẽ chưa đục cái ván đục các bác nhé. Mới đóng cái bộ khung thôi. Đây, căn nhà bằng gỗ lim Nam Phi 3 gian làm mới hết anh em nhé. Khá là to cao. Đấy. Lòng nhà này là 5m2 này, hiên là 2m3 giọt ranh. Bước gian là hai gian bên là 2m75 tim cột. Gian giữa là 3m tim cột. Đục là kẻ truyền con chồng hết các bác nhé. Cột cái này là đường kính 27 này. Cột cái đường kính 27 này, cao là 4m70. Đấy, 4m70 cột cái. Thì mình thấy là khá là ok rồi. Đang dựng sẵn ở đây để anh em nào có nhu cầu thì có thể là mình đến mình xem trực tiếp, ưng thì có thể là lấy luôn, bọn em sẽ mang đến lắp dựng cho các bác luôn. Đấy. Gỗ lạc thì rất là ok rồi, bằng gỗ lim Nam Phi. Tất cả căn nhà này thì bên em làm mới hết toàn bộ luôn anh em nhé. Toàn bộ là làm mới hết luôn, không có phải là tận dụng gỗ cũ đâu. Toàn bộ là làm mới. Trồng giường ở ngoài hiên luôn. Thì bác nào có nhu cầu thì có thể là qua xem trực tiếp cái căn nhà em đang dựng sẵn đây. Này là chuyển cửa xuống để cho các bác thợ làm nốt cho em bộ cửa. Làm nốt cho em bộ cửa đắp lên ba gian như thế này. Cũng cao to đấy các bạn, không phải nhà bé đâu. Đây, các bạn nhìn nào. Để cái xe máy này vào cái phía trước hiên mà nhìn nó cũng lọt thoảng luôn nhé. Thì anh em nào có nhu cầu dựng lại căn nhà này thì liên hệ với mình nhé. Những cái tỉnh thành lân cận đây mình lắp dựng hoàn thiện là tỷ 250, báo giá luôn cho anh em xem luôn. Số điện thoại của em là 0963 177 806 các bác nhé. Hai Vị Thuận này, Hai Vị Thuận là có đóng khung đấu lộ bu măng đầy đủ nhé. Chất gỗ là vẫn để mộc mạc hết luôn, không có cái gì sơn xi ở đây cả. À quên, có sơn lót rồi nhưng mà không sơn màu. Nói nhầm anh em thông cảm. Sơn có sơn lót thôi, sơn lót để cho cái bề mặt gỗ nó nhẵn thôi và bảo vệ gỗ thôi chứ không phải màu nhé. Thế nên là có những cây cột này thì màu nó sẽ hơi tối hơn những cây cột khác, thì sau này hoàn thiện thì phải hạ cái màu xuống một chút các bác nhé. Đấy, để cho đều. Thì đây đang có sẵn luôn. Thì bác nào ưng phát là có thể là đến xem và khoảng hơn tháng sau là lại có mặt ở nhà các bác. Đấy, hơn tháng sau thôi. Số điện thoại của em nhé, 0963 177 806 các bác nhé. Anh em nào ưng là bên em sẽ mang đến lắp cho anh em luôn, tỷ 250, lắp dựng hoàn thiện 3 gian, có cửa bức bàn. Đấy, có cửa bức bàn đằng trước, hoành dui đầy đủ, dui là dui đơn các bác nhé, hoành dui đầy đủ, dui là dui đơn. Còn nếu mà thích cái ốp cái ván hậu đằng sau nữa thì mất khoảng hơn 20 triệu nữa là bắn cái ván hậu ở đằng sau. Rồi, xin chào thẳng anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại của em nhé, 0963 177 806 nhé. Dạ vâng. Có cả giá cả công khai cho các bác luôn rồi. Cột cái này đường kính 27, cao 4m7. Cột quân này đường kính 25, cột hiên đường kính 22. Hiên rộng 2m2. 23 củ bì. Khá là ok. Rồi.